anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nơi là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh sẽ mãi không mỗi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Baby, do you wanna marry me?
đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra lúa thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm em khi em yêu lòng, khi em mỏi. Sẽ mãi che chở cho em, mình sẽ bên nhau không xa rời, và mình
Hôm nay ngày 24 tháng 3 2024, nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch, gia đình họ nhà tay chúng tôi có đến đây trước ra chung rượu trình cái lễ hỏi cho cháu Minh Lộc để sánh diện cô gái Minh Tú. Hôm nay trước tiên gia đình chúng tôi cũng ra đi rượu trước xin trình lễ đầu tiên. Tiếp theo là xin lễ gồm có thứ nhất đầu cao, thứ nhì cà rượu, thứ ba trái cây, thứ tư bánh kem, thứ năm trái cây bánh, là sao đó. Gia đình cha mẹ chú rể có tặng cô dâu thì nữ trang là đậu bông dây chèn hai món rồi. Thứ ba phong bì thì thông dụng. Kính thưa anh hai, kính thưa đại diện họ nhà trai, thay mặt nhà gái chúng tôi chấp nhận cái lễ nhập gia, cái lễ dân sính lễ và các cái quà tặng của đàn trai gửi cho đàn gái gắn với tiền nạp tài, gồm có trà rượu, bánh mứt, trái cây, đậu bông, túi chiền và tiền nạp tài. Xin thay mặt thì cũng nhận và hết sức là cảm ơn đã đàn trai đã chuẩn bị hết sức là chu đáo các cái lễ vật rồi để chúng ta tiến hành cái lễ hỏi cho hai cháu Minh Tú và Minh Lộc hết sức là chu đáo. Chúng tôi hết sức cảm ơn và chúng tôi chấp nhận cái lễ này. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vui vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không, anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong anh em là điều duy nhất. Dành cho em câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, dành cho em những đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó, là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Mà anh muốn lao lên trong giấc mơ. Mọi lời quên đi vì anh ở đây.
dài có hai. Phần lễ của đến hôn đã xong thì ra chung rượu này họ nhà trai chúng tôi để sỉ lờ cái ngày cứ tân hôn như Du Quy và hai cháu nhằm ngày 20 tháng 3 âm lịch là tháng sau nhằm ngày 28 tháng 4 dương lịch 28 tháng 4 dương lịch. Thay mặt họ nhà gái chúng tôi cũng hết sức là chân thành cảm ơn họ nhà trai đã chuẩn bị hết sức là chu đáo về phần lễ rồi quà tặng rồi tất cả các thứ để bảo đảm cho cái cuộc đính hôn chúng ta thành công tốt đẹp. Kể từ giờ phút này hai đứa chính thức đã kết nghĩa vợ chồng, thì rất là mong hai đứa thương yêu rồi giúp đỡ rồi là sống chung với nhau đến trăm năm hạnh phúc, rồi sinh con đẻ cái cho hai gia đình, cho làm ăn phát đài phát triển hơn nữa chứ nữa. Rồi riêng về Su Gia hai bên thống nhất là cho kêu bằng ba mẹ rồi, coi như kết nghĩa Su Gia để tăng cường cái mối quan hệ thêm, rồi để tạo điều kiện thuận lợi trong cái công tác, trong làm việc cũng như trong cuộc sống tốt hơn sau này, cái mối quan hệ chúng ta nó sẽ nhân lên. Được biết thêm nhiều người để hỗ trợ giúp đỡ cũng như làm ăn đều rất là tốt trong cái thời gian sắp tới. Hai cháu tuy là tuổi cũng lớn nhưng mà cũng còn trẻ ngự non dạ, mong rằng trong thời gian sắp tới về mình nhận nhau làm rể làm dâu thì tiếp tục cũng dạy dỗ rồi hướng dẫn cho các cháu cho nó hiếu thảo hòa thuận để cùng nhau để xây dựng cái tổ ấm của hai đứa cho nó tốt trong thời gian sắp tới. Mong rằng gia đình hai bên cũng thường xuyên theo dõi rồi giúp đỡ để hỗ trợ cho các cháu. Chúng tôi cũng thống nhất rằng đến ngày cưới thì họ nhà gái cũng sẽ hỗ trợ hết mình để cho họ nhà trai để được rước dâu chu đáo để bảo đảm cho cái cuộc hôn nhân này tiến tới một cách hết sức là hạnh phúc và thành công trong cái thời gian sắp tới. Xin cảm ơn. Làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. Yeah, má bê mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Giống như ba của tôi mà tìm mãi mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi. Giống như bao lời anh hứa, giấu mọi người làm chi nữa. Người già vợ không quen em để em phải đau buồn hả? Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi. Để khi hai vợ mới cưới, khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương người mới thế, anh có ra sao vẫn về. Cưới đi thôi anh ơi. Phi vụ cả trăm ngàn tỷ, xin lễ cũng chẳng có gì. Một chai rượu mừng, một tấn vàng y. Em ơi, mình cưới nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chết, thì anh đã kết lấy em về nhà. Chút sợ vậy luôn cho bất công cơ. Ngày mà em va vào cuộc đời anh, phá tan cô đơn và đã không bơ. Là em đã nợ cả đời, kiếp nợ thằng cu tí. Mình cưới nhau đi. Má bê, mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Quan tâm thế cho nhai giờ tính xa. Yeah.
Cảm ơn. Sếp. Anh trông không lỡ mất duyên tơ hồng.